Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Cô chú anh chị ơi, thì sáng nay Nghĩa Trang Hoa Viên tỉnh Bình Dương đâm xe tới để tháo dỡ cái rạp rồi cô chú anh chị. Thật sự rất là buồn, nếu mà được cái rạp này để ở đây cho che mưa che nắng thì quá quý luôn. Hôm nay anh tới đây anh dỡ, anh tháo rạp rồi cô chú anh chị. Đây, mấy anh lấy mấy bánh xe vô để mấy anh kéo rồi tháo rạp nè cô chú anh chị. Ở đây nè cả nhà. Cái rạp này thì thuê 2 ngày. Một ngày là để sẵn, rồi một ngày hôm qua là cúng cả ngày. Sáng hôm nay là đã tháo ra rồi cô chú anh chị. Giờ này là 8 giờ 37 phút. Đây cô chú anh chị, 8 giờ 37 phút ha. Thì mấy anh đã di chuyển cái rạp đi rồi. Rất là tiếc luôn. Phải như là cái rạp được để đây thì quá, phải nói là quá quý và quá tuyệt vời luôn cô chú anh chị. Nhưng mà cái rạp tháo rồi. Phải nói là buồn ấy cô chú anh chị ơi, buồn buồn. Được vui vui được 2 ngày. Hôm nay thì đã tháo rồi. Anh tháo dỡ ra để gắn cái bánh xe vô để đẩy để di chuyển đi cho nó dễ cô chú anh chị. Phải nói là khá là buồn cô chú anh chị ha. Nhưng mà cũng phải chấp nhận thôi cô chú anh chị vì quy định của Hoa Viên. Hôm trước khi mà cái rạp được cái rạp được đưa vào á thì bà con cô bác á ai cũng phấn khởi hết trơn cô chú anh chị. Phấn khởi là do có cái rạp được che, ít nếu không che mộ cậu thì cũng được che được cái bóng mát. Nhưng mà cuối cùng thì cũng tháo ra rồi. Vì lý do là cũng đã thuê hai ngày thì cũng tháo ra rồi. Ở đây tự nhiên nó mọc lên cái cây hoa mồng gà này có bông rồi chú anh chị. Mấy cái hộp nó rụng á, nó mọc lên, bữa nay là chắc từ ngày trồng tới giờ cũng hơn tháng rồi, nó lớn rồi nó tự động nó mọc bông luôn, cái này là tự động chứ không phải trồng của chú anh chị. Khá là hay ha. Đây cô chú anh chị. Rồi mình dỡ ra rồi chú anh chị ơi. Ở trong Nghĩa Trang Hoa Viên họ làm rất là chuyên nghiệp chú anh chị, rất là bài bản, rất là chuyên nghiệp ha. Không cần phải tốn nhiều công sức. Thứ nhất là có cái mẹo, thứ hai là cũng có máy móc rất là hiện đại của chú anh chị. Đó. Bây giờ là gắn mấy bánh xe đi. Gắn cái mấy bánh xe sau đó thì chỉ cần việc là đẩy đi thôi của chú anh chị ơi. Đó, gắn mấy bánh xe chỉ việc đẩy đi thôi là xong mà. Nó khá là đơn giản ha. Nói cô chú anh chị. Buồn quá cả nhà ơi, quá buồn quá buồn. Buồn như con chuồn chuồn, khi vui thì nó đậu, khi buồn thì nó bay. Phải nói là cô chú anh chị mình khi mà thấy được cái rạp mà gắn vào, cô chú anh chị mát được 2 ngày. Bà con cô bác nào rất là phấn khởi, anh em YouTube cũng phấn khởi là che được một phần mát. Ở đây nếu không mát được mồ cậu thì cũng mát được cho khán giả. Và che được những mâm cơm, cúng đã lỡ có những cơn mưa bất chợt. Nhưng mà hôm nay là ngày thứ hai, giờ này là 8 giờ, hôm nãy em cho là 8 giờ 37, giờ này, 8 giờ 40 rồi cô chú anh chị thì Hoa Viên đã tiến hành tháo dỡ. Vì đã chắc có lẽ là hết cái ngày thuê rồi nên tháo dỡ mình đã đành phải chấp nhận rồi cô chú anh chị ơi. Em còn luyến tiếc em đi theo nè. Anh ơi anh để lại đi anh. Anh ơi. Anh để lại đi anh. Rồi anh đi luôn anh không nghe. Anh kêu để lại giùm anh.
Anh ơi, anh đi luôn rồi cô chú anh chị ơi. Để lại cho mát đi cô chú anh chị. Rồi anh không nghe. Anh không nghe à cô chú anh chị. Rồi. Anh đi luôn rồi. Kêu trong vô vọng của chú anh chị ơi. Kêu trong vô vọng rồi. Đó. Nó xa lắm rồi cả nhà ơi. Nè nè nè, em zoom lại nè, em nó. Nó. Mình nhìn theo máy xe trừ khi khúc bóng thôi. Đó. Đứng xa xa thì khi khúc bóng máy xe. Ủa sao tự nhiên mình thương máy xe dữ vậy ta? Buồn nhớ con chuồn chuồn. Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay. Cô chú anh chị ơi, đi xa lắm rồi cả nhà. Cả nhà đây, mấy ảnh đi tuốt đằng kia luôn kìa. Nè nè nè, để em zoom lại cho cả nhà thấy nè. Anh ơi anh để lại đi anh. Anh quay lại đi anh ơi. Thiệt luôn á, em muốn khóc luôn cô chú anh chị. Phải nói là có mái che thì nó mát được cho cô chú anh chị mình khi mà đến viếng nè. Em đặc biệt á, là cái, những cái mâm cơm cúng cho cậu hoặc là những mâm trái cây hoặc là nhất là mấy bình hoa nha, nhất là mấy bình hoa của chú anh chị khi mà trời nắng á, mình trưng ra lên á là nó nhanh héo luôn, nhanh héo vô cùng khi trời nắng. Trời mưa thì nó ướt, bà con cô bác không có chỗ che mưa, không có chỗ che mưa che nắng nên cũng khó. Với lại có hai cái nhà chờ nhưng mà nó xa cô chú anh chị ơi. Đó thì hy vọng là tương lai là không biết có Mạnh Thường Quân hay là chị Hồng Loan lên tiếng để thuê cái rạp khác của chú anh chị. Sáng nay thì cô Sáu Hồng ha. Ai? Cô Sáu Hồng. Cô Sáu Hồng. Ở Sài Gòn. Mà sao lại cúng oxy ta? Cũng nhiều lắm, cúng nhiều lắm nhưng mà mỗi cái thứ vậy đó. Mà cúng này là cúng gì anh? Không biết, thì bữa nay là đầu tháng 7 á nha. À cúng cho cậu hả? Cúng cho cậu đầu tháng 7 rồi, ra kia nữa là cúng cho vòng vòng nữa phải không? Ừ. Cô Sáu Hồng. À cô Sáu Hồng ở Sài Gòn ha. Coi từ lúc giờ em mới thấy là cúng oxy nha. Ờ. Nó sao? Thì không biết bánh không biết à. Bánh là bánh kẹo nè. Kẹo bánh cây à, bánh tây, bánh quy. Lần đầu tiên là tự, dạ, cô Sáu Hồng ở thành phố Hồ Chí Minh hả? Ở Sài Gòn rồi đó. Dạ thì cô ơi, con cảm ơn cô đã có tấm lòng rất là quý. Nhưng mà thật sự con thấy bánh này thì ok. Nhưng mà bánh snack thì con mới thấy luôn. Cúng snack thì chưa thấy nha. Dạ, dạ dạ dạ, thì không sao nhưng mà ý là mình chưa thấy. Dạ thì mình nói mình chưa thấy thì mình nói chưa thấy thôi, có gì đâu anh. Thì cái này mình chia sẻ thực tế tại một cô năm. Thì bây giờ nếu mà cô chú anh chị nghĩ trái chiều thì cái đó em chịu. Tại vì em chia sẻ thực tế, đây đang cúng snack đúng không? Đây là snack thì em nói snack chứ em đâu có nói gì đâu mà sai đúng không? Thì với lại lần đầu tiên em cũng thấy là cúng snack đúng không? Ở dưới đây là bánh quế đúng không? Dạ nó thì thôi thì đó là mình cảm ơn cô. Chúc cô nhiều sức khỏe, nhiều may mắn cũng như là thành công trong cuộc sống. Gia đình gia đạo bình an. Hôm nay là đầu tháng, là ngày 1 tháng 7 năm 2023 âm lịch. Thì cô có gửi tấm lòng vàng của cô về đây cúng cho mộ cậu. Thì đây là có bánh quy nè cô chú anh chị. Có bánh quế gì bên trong, những cái cây thanh dài dài bánh quế bên trong nè. Bên cạnh là bánh snack. Đó, cô chú anh chị. Thì cảm ơn cô rất là nhiều. Chúc cô nhiều may mắn và sức khỏe bình an nha. Cảm ơn cô. Đó, thì đó là đó. Cô chú anh chị ơi, thì wow, cả nhà thấy nè, đây là những cái đèn cầy hồi sáng em có thắp cho cậu Năm 7 ngọn đèn cầy, bày tỏ tấm lòng của em vào đầu tháng 7 năm 2023 âm lịch, để bày tỏ tấm lòng của em, coi như là coi như là bày tỏ tấm lòng như là gần sắp tới đại lễ Vu Lan rồi cô chú anh chị. Hôm nay thì đây, cảm ơn cô rất là nhiều. Nó thì thôi, xin phép tạm dừng cái video này. Tài xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Yêu thương em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Em cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Đó thì em thì Tài 66 Vlog.
kênh YouTube Tài 66 Vlog. Em là YouTuber, là người chia sẻ thông tin đúng thực tế tại mộ cổ Nam Vũ Linh. Có như thế nào em chia sẻ như thế ấy cô chú anh chị. Ví dụ như cô Sáu Hồng thì ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có chia sẻ, có mà mua bánh snack thì em nói là bánh snack nha cô chú anh chị. Còn vấn đề khác thì em không biết nha, em không nói nha, em không nói tới, nhưng mà đó là bánh snack. Đây, đây mấy anh em cũng đang đi phát ra ở mộ nè. Nè, nè ông phát ra ở khắp ngôi mộ nè. À, bánh snack thì với lại có bánh quế, bánh cây tròn tròn và bánh quy. Nó nguyên một bịch đen luôn nè cô chú anh chị. Nè, chú Tiểu Khang đang cầm nữa nè. Rất là nhiều. Bánh snack bắp nè, snack... Rồi. Đó. Cái đó là cúng luôn được rồi. Rồi bánh quế nè cô chú. Nó để đây nè. Đây. Thì đó cô chú anh chị đó. Đúng không cô chú anh chị? Thì ở mộ cổ Năm cúng gì thì em chia sẻ đến cô chú anh chị cái đó. Tại vì với lại em hình như là cũng mới thấy là cúng snack như thế này, nên cũng khá là lạ lạ, coi như là lần đầu tiên thôi cô chú anh chị ha. Đó, em xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn cô Hồng ở thành phố Hồ Chí Minh. Chúc cô nhiều sức khỏe nha, bye bye cả nhà.